À, chúng ta xin bắt đầu nhỉ. À, trước tiên thay mặt công ty Hack Việt Nam, văn phòng đại diện Hack Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các anh chị đã bớt chút thời gian tham dự cái buổi seminar về giới thiệu về chỉ tiêu thiết bị phân tích TOC ngày hôm nay. Trong buổi trình bày hôm nay thì chúng tôi sẽ có hai người trình bày. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Duy Tấn, cán bộ phát triển thị trường, phụ trách mảng khách hàng công nghiệp. Và bạn Huy phụ trách về Application Manager cho mảng ứng dụng của Hack tại Việt Nam. Chủ đề về TOC hôm nay tôi hy vọng sẽ là một chủ đề rất là thú vị, mang lại nhiều những thông tin bổ ích cho tất cả các anh chị. Thì chương trình nó sẽ diễn ra trong khoảng vài slide, chúng tôi sẽ trình bày trong khoảng 50 phút. Sau đó là dành ra khoảng 30 đến 40 phút là dành cho câu hỏi và trả lời. Thế thì trong cái quá trình mà chúng tôi trình bày, các anh chị có những câu hỏi thì có thể phép là được nhận các cái câu hỏi qua cái cửa sổ chat ở trên màn hình Microsoft Teams. Trong quá trình trình bày thì chúng tôi sẽ thu thập và tổng kết lại, sẽ trao đổi với các quý vị vào cuối buổi. Thế thì trong cái việc thực hiện seminar này thì chúng tôi xin phép được ghi âm lại để chia sẻ với các quý vị mà hôm nay thì một lý do nào đó chưa tham dự được cái buổi seminar ngày hôm nay. Thế thì hôm nay chúng tôi xin bắt đầu. Buổi trình bày hôm nay là có hai phần, sẽ do tôi và bạn Huy để giới thiệu. Chương trình của buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ có 6 phần. Phần thứ nhất là xin giới thiệu sơ bộ về công ty Hack. Phần thứ hai giới thiệu tổng quan về chỉ số TOC là gì. Phần thứ ba, các ứng dụng nổi bật về vấn đề quan trắc chỉ số TOC. Vấn đề thứ tư, phần thứ tư là phần giới thiệu về các cái giải sản phẩm phân tích TOC của Hack Bartector. Phần thứ năm là một phần rất muốn quan trọng và chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị là các cái dự án mà đã thực hiện tại Việt Nam sắp tới dùng các cái sản phẩm đo TOC của hãng. Và phần cuối cùng, câu hỏi và trả lời. Trọng lúc đó là sẽ được giao lưu với các anh chị với nhiều các câu hỏi bổ ích để cùng chia sẻ kiến thức về sản phẩm và kiến thức về thiết bị. Giới thiệu về công ty Hack. Thì như các anh chị đã biết, công ty Hack là một công ty có một cái mảng sản phẩm bao phủ hầu hết các cái lĩnh vực về liên quan đến phân tích chất lượng nước, từ thiết bị phòng thí nghiệm, phân tích tự động liên tục và các cái thiết bị đi hiện trường. Thì với một cái tầm nhìn rất là sâu rằng là chúng tôi mong muốn mang đến những cái thiết bị phân tích để cho quý khách hàng có được những cái thiết bị phân tích tốt, kết quả phân tích nhanh, chính xác, và quan trọng là các cái thiết bị phân tích, các cái phần kit phân tích nó là những cái bộ kit mà thân thiện với môi trường. Với một cái slogan đi gắn liền với Hack từ rất lâu rồi là cái vấn đề độ chính xác của sản phẩm, tức là be right, là chúng tôi luôn luôn cam kết mang đến những sản phẩm phân tích chính xác nhất cho khách hàng, và một cái sứ mệnh là mong muốn đảm bảo chất lượng nước cho tất cả mọi người trên 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 thế giới, trên hành tinh. Cái lịch sử phát triển của Hack thì là có một cái lịch sử rất là lâu đời, với xuất phát điểm từ năm 1942 ở Mỹ, do hai vợ chồng sáng lập, hai vợ chồng ông bà Hack. Từ một cái quá trình mà họ hỗ trợ các cái sinh viên làm các bài thực tập về phân tích chất lượng nước ở trường đại học, thì họ đã nghĩ ra một cái hướng phát triển nghề nghiệp, tức là tạo lên những cái bộ kit để bán cho khách hàng, không chỉ những khách hàng công nghiệp sản xuất mà phục vụ cả cái nhu cầu của các cái cuộc sống hàng ngày của người dân, tức là người dân có thể tự mua các bộ kit rất là đơn giản bằng so màu bằng mắt thường để có thể kiểm tra xem chất lượng nước mình đang sử dụng có đạt tiêu chuẩn hay không. Thì trải qua một cái hành trình rất là dài đến nay là gần 100 năm, với rất nhiều các cái thương hiệu nổi tiếng gia nhập vào cái gia đình của Hack, và chúng tôi có được một cái giải sản phẩm rất là đầy đủ cho mọi lĩnh vực ứng dụng trong quá trình phân tích chất lượng nước. Lập cuối cùng của Hack, tức là bà Catherine Hack,
bà đã mất vào năm 2020, tức là khi đó bà 98 tuổi. Đấy thì đấy là người sáng lập thứ hai còn lại của Hách. Bà đã mất được 2 năm. Với các cái sản phẩm của Hách ý, thì như tôi đã giới thiệu, các cái thị trường tiếp cận là bao gồm đồng bộ tất cả các cái mảng, từ nước sinh hoạt đến nước công nghiệp, rồi thì nước thải, nước mặt, tức là mọi cái ứng dụng về phân tích chất lượng nước, chúng tôi đều có các cái sản phẩm đáp ứng nhu cầu phân tích rất là đa dạng của khách hàng. Từ phòng thiết bị phòng thí nghiệm đến các cái thiết bị phân tích online trên hệ thống, các cái chỉ số quan trọng mà phổ biến cần phải phân tích là chúng tôi đều có các cái thiết bị đáp ứng được các cái chỉ tiêu quan trọng, từ các cái chỉ tiêu hóa lý cơ bản đến các cái chỉ tiêu kim loại nặng mà rất là khó phân tích ở trên hiện trường. Chúng tôi cũng có những cái sản phẩm phân tích online tương ứng. Giới thiệu về chỉ số TOC thì TOC là gì? TOC nó là từ viết tắt của Total Organic Carbon, tức là tổng carbon trong các cái hợp chất hữu cơ. Thế thì cái chỉ số này là một chỉ số rất quan trọng. Từ xưa đến nay thì cái việc phân tích các chất hữu cơ được thực hiện như thế nào? Thì như các anh chị đã biết, các cái thông số phổ biến trước kia là những cái thông số mà chúng ta liên quan đến môi trường hay làm, đó là chỉ số COD và BOD. Nhưng gần đây thì cái chỉ số TOC đang được quan tâm hơn, đó là cái chỉ số gốc chỉ thị các cái thông số về mặt ô nhiễm chất hữu cơ có ở trong nước. Cho nên là chỉ số TOC sẽ là một chỉ số trong tương lai, có thể sẽ là chỉ số đánh giá thay thế cho các cái chỉ số mà cần rất nhiều các cái quy trình phân tích phức tạp ở trong phòng thí nghiệm, lâu, mất nhiều thời gian. Ví dụ như COD mất khoảng 3 giờ hoặc là BOD mất khoảng 5 ngày. Với chỉ số TOC là một cái thông số phân tích vừa đảm bảo được cái yếu tố là giá trị cốt lõi về mặt ô nhiễm các hợp chất hữu cơ có ở trong nước. Tuy nhiên là cái phương pháp phân tích thì nó lại cho kết quả rất nhanh, trong khoảng dưới 10 phút thôi là có thể có kết quả phân tích TOC rồi. Thì về nguyên lý cơ bản thì với các chỉ số BOD, COD và TOC thì các chị đã biết, thì gần đây trên thị trường còn có thêm một cái thông số đo là SAC. Thực chất nó là cái đo cái hệ số hấp thụ quang phổ, tức là dùng cái bước sóng 254, bước sóng tử ngoại 254 để đo cái độ hấp thụ của các chất hữu cơ có trong nước. Là một phương pháp gọi là có một số cái ưu điểm là đo nhanh, nhưng có cái nhược điểm rất lớn là cái độ chính xác của nó không không được đảm bảo, và cái quá trình phân tích thường là phải làm rất nhiều với phòng thí nghiệm để lấy được một cái hệ số tương quan cho nó chính xác. Bởi vì các hợp chất hữu cơ trong có mặt trong nước thì nó gồm rất nhiều các thành phần, những cái hợp chất mà chưa no thì nó sẽ không hấp thụ được ở cái bước sóng 254. Cho nên việc giải quyết được cái độ chính xác, giải quyết được cái phương pháp phân tích nhanh tiết kiệm thời gian thì hiện nay chỉ có cái thông số TOC, cái thiết bị phân tích TOC là đáp ứng được cái tiêu chí về độ chính xác và tính thời sự của cái kết quả, tức là thời gian phân tích rất nhanh chỉ trong vòng khoảng 10 phút. Thế thì việc phân tích cái chỉ số TOC đã có những cái tiêu chuẩn trên trên thế giới, là ví dụ như tiêu chuẩn EPA của Mỹ, rồi tiêu chuẩn EN của châu Âu và tiêu chuẩn ISO, đã có được những cái phương pháp phân tích cơ bản và những cái hướng dẫn rất là chi tiết. Thế thì có những cái thông số phân tích mà liên quan gần với chỉ số TOC ở đây, chúng ta có thấy là thứ nhất là cái chỉ số tổng carbon. Tổng carbon là bao gồm có tổng carbon hữu cơ và tổng carbon vô cơ. Thế thì trong các cái thiết bị hiện nay trên thị trường, họ chỉ tập trung vào chủ yếu phân tích cái chỉ số TOC thôi. Nhưng với thiết bị của chúng tôi thì có thêm cái chỉ số tổng carbon vô cơ, là có thêm được một cái thông số nữa là tổng carbon. Rồi thì trong các hợp chất hữu cơ có cả nitơ và phosphor, trong những cái ứng dụng quan trọng như là quan trắc nước thải đầu ra của các công nghiệp rồi các công ty sản xuất, thì tùy theo các cái yêu cầu của cơ quan quản lý thị trường, quản lý môi trường ở địa phương, người ta có yêu cầu thêm những cái thông số tổng phosphor và tổng nitơ nữa. Đây là hai thông số mà đánh giá chất lượng nước thải có đảm bảo tiêu chuẩn hay không trước khi thải ra ngoài môi trường. Đây là một số cái so sánh sự khác nhau giữa cái việc phân tích chỉ số BOD, COD với chỉ số TOC.
đây là một cái ví dụ như hai chất hữu cơ ở đây chúng tôi có là hợp chất axit oxalic và một chất là ethanol, là chất cồn. Việc mà phân tích COD hay BOD là cái đánh giá cái lượng cần phải kiểm tra, cần phải phân tích cái lượng oxy cần thiết để oxy hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ. Còn với TOC là cái chỉ số lại đo cái lượng carbon có mặt ở trong các hợp chất hữu cơ. Đây là cái sự khác nhau giữa cái việc và giữa TOC và COD và BOD. Thế thì như tôi đã giới thiệu, cái phép đo COD và BOD nó mất rất nhiều thời gian và cái độ chính xác không đảm bảo. Gần đây có cái công nghệ mới và các cái thiết bị phân tích TOC sẽ đảm bảo cái độ chính xác và cái thời gian phân tích rất là nhanh, chỉ trong khoảng dưới 10 phút thôi. Cũng so sánh thêm cái chỉ số TOC với cái phương pháp đo hấp thụ quang UV SAC254 hiện nay rất phổ biến trên thị trường mà hay dùng vào các cái phân tích chỉ số COD cho các trạm quan trắc. Thì như tôi đã biết ấy, như tôi đã nói, cái chỉ số mà phân tích độ hấp thụ ở đây nó có một cái nhược điểm là ở bức sóng 254, bức sóng tử ngoại, chỉ có những cái hợp chất hữu cơ chưa no là trong phân tử, còn liên kết đôi, liên kết ba trở lên thì mới hấp thụ ở bức sóng 254. Còn các hợp chất mà không hấp thụ để phân tích được chính xác thì chắc chắn là phải dùng một cái phương pháp phân tích hiện đại hơn, là dùng cái thiết bị phân tích TOC thì mới oxy hóa được hết các cái hợp chất hữu cơ có mặt trong nước để tính được cái lượng tổng carbon nó một cách chính xác. Đó là cái thông số mà đánh giá trực tiếp giá trị ô nhiễm các hợp chất hữu cơ có mặt trong nước. Thế thì theo như các cái thông tin về cơ quan quản lý ở Việt Nam thì có những cái quy chuẩn như là quy chuẩn 08 và thông tư 10 thì đã đưa cái thông số từ trước đến giờ cũng có cái thông số TOC ở trong trong quy chuẩn. Tuy nhiên, cái thông số TOC trong quy chuẩn hiện nay là người ta vẫn chỉ yêu cầu là phân tích trong phòng thí nghiệm. Nhưng trong tương lai gần chúng tôi hy vọng rằng là chắc chắn là cái khả năng cơ quan quản lý nhà nước sẽ yêu cầu cái chỉ số TOC là một chỉ số phân tích online liên tục, đưa vào các cái quy chuẩn yêu cầu phân tích thực tế. Thế thì cái chỉ số TOC sẽ là một chỉ số rất là quan trọng và tiềm năng trong tương lai. Việc phân tích chỉ số TOC, có một câu hỏi đặt ra là phân tích các cái chất hữu cơ để làm gì? Thế thì chúng ta đã biết xung quanh chúng ta tất cả các cái sự vật hiện tượng, rồi các cái sản phẩm, các cái thực phẩm, rồi tất cả mọi cái yếu tố nó đều có liên quan đến các cái hợp chất hữu cơ. Thế cho nên là trong quá trình sản xuất, trong quá trình sinh hoạt, chúng ta tiêu dùng và thải ra một lượng rất lớn các hợp chất hữu cơ ra ngoài môi trường thông qua các cái nguồn nước. Do vậy, để mà kiểm soát tốt các cái quy trình sản xuất hoặc là kiểm soát tốt các cái quá trình xả thải thì là chỉ số TOC là một chỉ số rất là quan trọng, cần phải phân tích một cách chính xác và nhanh để đáp ứng được các cái tiêu chuẩn đề ra của. Chỉ số TOC hiện nay là như tôi đã giới thiệu, nó mới chỉ nằm ở trong một cái ngưỡng là khuyến cáo khách hàng có thể chuyển đổi hoặc là cùng phân tích cái chỉ số COD và BOD cùng với chỉ số TOC ấy. Thế thì do là cái công nghệ phân tích hiện nay, các cái thiết bị hiện có trên thị trường phân tích TOC nó có một số những cái nhược điểm và một số cái yếu điểm để có được cái kết quả, có được cái thiết bị phân tích tiện lợi và chính xác ấy, thì là chưa có được một cái bước đột phá nào đấy trong cái việc phân tích chỉ số TOC. Thì khách có là một hãng đi đầu trên thị trường phát minh ra một cái công nghệ oxy hóa, tức là cái bước oxy hóa trong cái quá trình mà phân tích TOC là một bước rất quan trọng, và khách đã có được một cái phương pháp nó gọi là T sao TS, tức là two step advanced oxidation, nó gọi là phương pháp oxy hóa tiên tiến hai giai đoạn. Do vậy, chúng tôi hôm nay muốn có một cái buổi giới thiệu để quý anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm một cái công nghệ mới, một cái thiết bị mới trên thị trường có được cái hiệu quả trong cái quá trình mà phân tích.
Tiếp theo là phần giới thiệu chi tiết hơn về cái thiết bị, về cái quá trình oxy hóa hai giai đoạn và các cái thiết bị của Hách. Tôi xin chuyển lời cho bạn Huy. Xin chào tất cả mọi người. Xin tự giới thiệu, mình là tôi tên là Lý Hoàng Huy, là quản lý phát triển ứng dụng của Hack. Xin phép được trình bày với mọi người về nguyên lý oxy hóa hai giai đoạn, là nguyên lý tiên tiến. Có vai trò rất quan trọng và cũng là một nguyên lý hiện đại, thay thế cho những cái nguyên lý oxy hóa truyền thống mà mọi người có thể đã biết ở trên thị trường, ví dụ như là nguyên lý oxy hóa bằng UV hoặc là nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt. Thế thì nguyên lý oxy hóa tiên tiến hai giai đoạn T sau này của H có những điểm gì nổi bật? Đối với phương pháp phân tích TOC thì trên thị trường và những phương pháp được quốc tế thừa nhận thì sẽ có những cái phương pháp theo như cái tiêu chuẩn châu Âu hoặc là theo tiêu chuẩn của thị trường Bắc Mỹ, hoặc là những cái tiêu chuẩn về phân tích theo ASTM. Thì tất cả những cái nguyên lý phân tích TOC đều sẽ gồm 4 bước sau, là bước lấy mẫu, sau đó tiến hành loại bỏ giá trị carbon vô cơ là giá trị TIC, và sau đó sẽ tiến hành oxy hóa, cuối cùng là sẽ tiến hành đo giá trị CO2 và quy đổi ra giá trị TOC. Thì nguyên lý oxy hóa là một nguyên lý rất quan trọng ở trong cái bốn cái bước của cái quy trình phân tích TOC này, vì nguyên lý oxy hóa được sử dụng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của phép đo TOC, đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của việc vận hành máy phân tích và tránh được các sự cố có thể xảy ra trong trong cái quá trình phân tích, và tăng cái thời gian vận hành, tuổi thọ máy và giảm thiểu được những cái nhu cầu bảo trì hoặc những cái nhu cầu về hiệu chuẩn thiết bị. Phương pháp oxy hóa các chất hữu cơ hiện nay gồm có những phương pháp oxy hóa nào? Thì nó sẽ có ba phương pháp oxy hóa cơ bản truyền thống và được sử dụng trong hầu hết tất cả những cái hãng mà cung cấp cái thiết bị phân tích TOC. Các phương pháp oxy hóa truyền thống sẽ bao gồm, thứ nhất là phương pháp oxy hóa bằng UV, tức là sẽ kết hợp UV và cao su phát. Thì phương pháp oxy hóa này thường được sử dụng với những các giải đo TOC thấp, do là cái khả năng oxy hóa của cái phương pháp này nó sẽ đa phần nó sẽ thấp hơn. Cái nguyên lý thứ hai là nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt. Thì trong nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt sẽ có hai loại, một là oxy hóa hoàn toàn bằng nhiệt, hai là mình có thể oxy hóa bằng nhiệt và kết hợp với chất xúc tác. Nguyên lý oxy hóa thứ ba là nguyên lý oxy hóa bằng công nghệ T sao, TSAO là viết tắt của two-stage advanced oxidation, tức là công nghệ oxy hóa nâng cao hai giai đoạn. Công nghệ oxy hóa này hiện nay đang được Hách nắm giữ bản quyền. Trước đây công nghệ oxy hóa này được phát triển bởi công ty BioTector, là công ty phát triển thiết bị phân tích TOC đặc thù cho những cái mẫu có cái tính thách thức cao, ví dụ như là trong các ngành về dầu khí và hóa lỏng dầu. Sau đó thì công ty Hách mua lại công ty BioTector và nắm giữ luôn cái bản quyền công nghệ này. Mình sẽ đi qua chi tiết so sánh về các yếu tố kỹ thuật của từng nguyên lý oxy hóa để thấy những cái điểm khác biệt giữa các phương pháp oxy hóa. Đầu tiên là đối với phương pháp oxy hóa bằng UV pe sunfat, thì nguyên lý oxy hóa này đầu tiên mình sẽ thấy nó có một cái nhược điểm là cái khả năng oxy hóa thấp, cho nên đa phần sẽ được sử dụng cho những cái ứng dụng để phân tích nồng độ TOC thường thường sẽ thấp, trong khoảng là từ 0 đến 100 ppm đổ lại. Và do là cái khả năng oxy hóa thấp, cho nên là về mặt công nghệ nó sẽ ảnh hưởng đến những cái yếu tố khác nhau đi kèm. Ví dụ như là do là khả năng oxy hóa thấp, cho nên thiết bị sử dụng công nghệ này sẽ không thể xử lý một cái lượng mẫu lớn, cho nên là thường thường các thiết bị mà sử dụng công nghệ này sẽ chỉ có thể lấy được những cái lượng mẫu nhỏ. Thì cái việc lấy những cái lượng mẫu nhỏ sẽ khiến cho việc thiết kế thiết bị sẽ phải đi kèm với lại những cái đường ống lấy mẫu nhỏ nhằm đảm bảo cái thể tích lấy mẫu là chính xác. Thì khi đó nó sẽ ảnh hưởng đến việc là những cái đường ống lấy mẫu nhỏ sẽ làm cản trở cái việc mà thu những cái cặn chất hữu cơ. Vì mặc dù nó vẫn là chất hữu cơ nhưng mà nó cặn nó lớn thì nó sẽ không có đi vào trong đường mẫu được,
Và vì thế cuối cùng cái khả năng phân tích TOC và cái độ chính xác của cái phép phân tích TOC nó không còn được đảm bảo nữa, do là mẫu lấy bởi những thiết bị sử dụng công nghệ này nó không còn mang tính đại diện cho cái mẫu mà mình muốn phân tích. Những điểm khác về cái nguyên lý về về cái công nghệ oxy hóa bằng UV persulfat thì đèn UV có thể sẽ bị giảm dần hiệu năng theo thời gian, và các cặn bẩn rắn tích tụ ở trong buồng phân tích cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái kết quả phân tích TOC. Vì thế cho nên sẽ cần phải bảo trì định kỳ rất là thường xuyên, và cũng phải cần phải hiệu chuẩn rất thường xuyên, và nhu cầu bảo trì rất lớn. Ví dụ như là mình có thể sẽ cần phải thay thế các đèn UV định kỳ. Đối với nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt thì nguyên lý oxy hóa bằng nhiệt này có một cái điểm mạnh rất lớn nằm ở chỗ là khả năng oxy hóa rất cao, vì nguyên lý này sẽ sử dụng nhiệt lượng rất lớn, thường thường là sẽ cần phải gia nhiệt trong những cái buồng phân tích lên đến 900 hoặc 1001 độ C. Thì khi đó thì có một vấn đề đặt ra là nếu như mà lượng mẫu lấy của những thiết bị này mà lớn thì nó sẽ khi mà quá trình gia nhiệt như vậy nó sẽ làm tăng áp suất rất cao ở trong buồng mẫu, có thể gây nguy hiểm rất lớn. Vì thế cũng cùng với lại cái phương pháp oxy hóa này mà cái lượng mẫu mà những thiết bị sử dụng công nghệ này lấy nó cũng sẽ rất thấp, để đảm bảo cho cái áp suất ở bên trong buồng mẫu nó không có gia tăng quá đáng kể, quá lớn. Thì vấn đề vẫn tương tự, do là sẽ chỉ lấy được những cái lượng mẫu nhỏ trong mỗi lần phân tích, cho nên là những cái ống mẫu sử dụng trong trong những cái thiết bị mà sử dụng cái công nghệ oxy hóa bằng nhiệt này vẫn là những cái ống mẫu có những cái đường kính rất nhỏ, thì khi đó vẫn không thể lấy được những cái mẫu có cái tính đại diện, do là sai lệch kết quả khi mà lấy mẫu, vì những cái cặn chất hữu cơ mặc dù nó vẫn là chất hữu cơ nhưng nó sẽ không đi được vào trong buồng phân tích để tiến hành phân tích và ra kết quả ở bên trong kết quả tổng carbon hữu cơ. Một số điểm khác của những cái công nghệ oxy hóa bằng nhiệt này thì nếu như mà trong hàm lượng mẫu mà nó có lượng nồng độ muối cao hoặc có những cái thành phần chất rắn cao thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những cái buồng mẫu, và mình sẽ cần phải vệ sinh định kỳ rất cao rất nhiều lần, và phải phải hiệu chuẩn định kỳ rất là nhiều lần. Nếu không thì sẽ có thể có cái độ sai lệch kết quả phân tích tiêu xì rất lớn, và nhu cầu bảo trì thiết bị phân tích mà sử dụng công nghệ nhiệt này nó cũng rất lớn. Ví dụ như có thể cần thiết phải thay thế những cái buồng đốt. Trên ảnh mọi người có thể thấy đó là ảnh minh họa về ống lấy mẫu của ba cái phương pháp phân tích. Thì bên tay trái mọi người sẽ là hai cái ống lấy mẫu đại diện cho cái thiết bị phân tích TOC mà sử dụng công nghệ phân tích oxy hóa bằng UV hoặc là bằng nhiệt. Thì khi đó là ống lấy mẫu thì chỉ bắt buộc phải sử dụng những cái ống lấy mẫu có kích thước nhỏ, ví dụ như là khoảng 0,8 mm đường kính bên trong. Còn bên tay phải là ống lấy mẫu của máy phân tích bao cấp tơ của Hắc, thì đường kính lấy mẫu là lên đến 3,2 mm. Nhờ đó mà mẫu lấy được nó có thể tích lớn thì nó sẽ mang tính đại diện, và những cái cặn chất hữu cơ lớn khoảng dưới 2 mm thì vẫn có thể đi vào trong buồng mẫu và có thể tham gia vào trong cái kết quả của phép phân tích TOC. Thì nhờ đó mà mẫu lấy được là mẫu đại diện và nó có độ chính xác cao hơn. Xin đi qua một số yếu tố kỹ thuật của công nghệ oxy hóa tiên tiến hai giai đoạn của H. Đây là công nghệ oxy hóa được H giữ bản quyền. Thì công nghệ oxy hóa tên sao này có một cái điểm lợi rất lớn nằm ở chỗ là nó có khả năng oxy hóa mạnh, vì sử dụng gốc oxy hóa là gốc hydroxin. Gốc hydroxin này được tạo ra từ sự kết hợp giữa bazơ và khí ozone. Khí ozone sẽ được tạo thành bên trong cái thiết bị, tạo thành khí ozone từ khí oxy. Thì ozone và bazơ sẽ kết hợp với nhau và tạo ra một cái gốc hydroxin là gốc oxy hóa mạnh ngay tại nhiệt độ bình thường. Đây là một cái điểm cộng rất lớn, tại vì mình có thể cung cấp một khả năng oxy hóa mạnh ở nhiệt độ bình thường, cho nên là vừa đảm bảo khả năng phân tích TOC với cái độ chính xác cao, mà các yếu tố kỹ thuật về việc vận hành và bảo trì nó cũng giảm bớt, và cái thời gian vận hành và tuổi thọ của thiết bị nó sẽ được tăng lên đáng kể. Một số điểm lợi khác của cái nguyên lý oxy hóa tên sao độc quyền của H là ở chỗ nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi nồng độ muối, và nồng độ muối có thể lên đến 30%.
thì thiết bị biochar vẫn có thể phân tích và phân tích tôi sẽ được nhờ vào hóa chất sử dụng là axit và bazơ. Thì axit và bazơ này cũng chính là sản phẩm được sử dụng để tiến hành có quá trình vệ sinh buồng mẫu và vệ sinh ống lấy mẫu. Nhờ thế mà một số điểm cộng khác của cái nguyên lý phân tích này là không cần hệ thống lọc, do là cái ống lấy mẫu nó có đường kính lớn và lấy được lượng mẫu lớn, có tính năng tự động làm sạch buồng mẫu và cả hệ thống lấy mẫu nhờ vào cái lượng axit sử dụng cho cái quá trình phân tích. Ngoài ra thì mình sẽ có là nhu cầu bảo trì thấp, mỗi 6 tháng mới sẽ cần phải bảo trì định kỳ, và trong thời gian bảo trì định kỳ thì mình cũng sẽ tiến hành hiệu chuẩn lại luôn, thì mỗi năm sẽ chỉ cần hiệu chuẩn và bảo trì 2 lần. Và nó có độ tin cậy rất cao, được chứng nhận bởi tổ chức MSET và tổ chức có uy tín của Anh, với thời gian uptime, thời gian vận hành liên tục lên đến 99,86%. Thời gian còn lại khoảng dưới 1% là cho cái thời gian bảo trì. Xin phép đi chi tiết hơn một chút về cái cách thức hoạt động của nguyên lý oxy hóa T sao trên cái dòng bioreactor của H. Thì tương tự như vậy cũng sẽ gồm có 4 bước. Bước đầu TIC. Bước đầu tiên sẽ là bước lấy mẫu, tức là nhờ vào cái ống lấy mẫu của dòng máy bioreactor nó có cái đường kính lấy mẫu lớn, cho nên là sẽ lấy được cái lượng mẫu lớn và nó có tính đại diện. Ngoài ra thì sẽ tránh được cái hiện tượng nghẽn các đường ống lấy mẫu. Sau khi tiến hành lấy mẫu thì mình sẽ tiến hành cái bước đo TIC. Thì một số hãng trên thị trường sẽ không tiến hành bước đo TIC mà chỉ tiến hành loại bỏ TIC ra khỏi mẫu. Thì việc đo TIC sẽ giúp cho người vận hành có một cái nhìn tổng quan hơn về thành phần cả TIC, tức là tổng carbon vô cơ, và TOC, tổng carbon hữu cơ ở bên trong mẫu. Thì bước đo TIC này sẽ cung cấp axit và giảm cái nồng độ, giảm lượng pH của mẫu xuống dưới 2. Thì môi trường axit sẽ chuyển những cái thành phần gốc carbon, carbonate, tức là những cái thành phần carbon vô cơ CO3 chuyển thành khí carbonate CO2, và khí carbonate sẽ được định lượng bởi cảm biến NDRA, cảm biến hồng ngoại của bioreactor, và cho ra cái kết quả TIC. Sau khi loại bỏ hoàn toàn TIC thì sẽ tiến hành cái bước oxy hóa. Thì đây là bước oxy hóa tiên tiến 2 giai đoạn của H. Thì việc oxy hóa này sẽ sử dụng khí ozone được tạo ra bởi bộ phận ở bên trong dòng máy bioreactor kết hợp với lại dung dịch sút dung dịch bazơ. Thì hai cái thành phần này sẽ kết hợp với nhau và tạo ra gốc hydroxin, là gốc oxy hóa rất mạnh, hầu như mạnh hơn hầu hết những cái tác nhân oxy hóa bằng hóa chất khác ở trên thị trường. Thì cái tác nhân oxy hóa này sẽ tiến hành oxy hóa hoàn toàn những thành phần hữu cơ còn lại ở bên trong mẫu và chuyển hóa thành carbonate và oxalate. Đó là bước oxy hóa thứ nhất. Sau khi tiến hành oxy hóa thì axit sẽ được châm vào trong buồng mẫu. Thì axit này, bên trong axit mà sử dụng của dòng bioreactor sẽ có một lượng mangan nhất định. Thì lượng mangan này sẽ đóng vai trò là chất xúc tác để chuyển hóa cái thành phần oxalate này hoàn toàn thành carbonate, và kết hợp với lại môi trường axit sẽ chuyển hóa hoàn toàn các chất hữu cơ thành khí CO2, và sau đó khí CO2 sẽ được định lượng bởi cảm biến NDRA của dòng bioreactor và cho ra cái kết quả định lượng TOC. Đó là cái bước oxy hóa thứ hai. Đó là cái nguyên lý oxy hóa nâng cao 2 giai đoạn của H mà H đang giữ bản quyền. Cho nên là chỉ có những cái sản phẩm mà H phát triển mới có thể sử dụng cái nguyên lý oxy hóa thì tiếng này. Ngoài ra, dòng sản phẩm bioreactor B7000 TNTP của H có thể phân tích đồng thời giá trị TOC, TN và TP trên cùng một thiết bị. Thì thường thường ứng dụng này có thể sử dụng ở trong các nhà máy xử lý nước thải, kể cả nước thải công nghiệp và nước thải đô thị. Thì mình sẽ cần phải biết thông số của đồng thời các giá trị về chất hữu cơ và các giá trị dinh dưỡng như là tổng nitơ và tổng phosphor. Trải qua các quá trình oxy hóa bằng nguyên lý T sao thì tất cả những cái thành phần hữu cơ đều sẽ bị oxy hóa thành oxy hóa. Chất hữu cơ thì sẽ chuyển hóa, thành phần carbon thì chuyển hóa thành CO2, còn các thành phần dẫn xuất của nitơ sẽ chuyển hóa thành nitrat, và các thành phần dẫn xuất của phosphor bao gồm là các thành phần dẫn xuất kể cả hữu cơ và vô cơ đều chuyển hóa thành nitrat và phốt phát. Sau đó thì thành phần nitrat và phốt phát sẽ được phân tích bằng phương pháp phân tích tiêu chuẩn.
và cho ra cái kết quả tổng meter và tổng footfall. Thì nhờ đó thì mình sẽ có được một cái thông số tổng quan của cả chỉ tiêu TOC, TN và TP cho các ứng dụng về quản lý cái quy trình xử lý nước thải. Biểu đồ quy trình phép đo sẽ được hiển thị trên màn hình máy phân tích. Khi mà dòng bơm vector tiến hành phân tích thì sẽ hiển thị kết quả theo dạng biểu đồ và cả theo số liệu. Thì thời gian phân tích TIC và TOC có thể được kéo dài tự động do là sẽ sử dụng kết quả thu được từ cảm biến hồng ngoại. Thì đến khi nào mà cái chu trình phân tích TIC hoặc TOC nhận biết được là đã kết thúc cái quy trình, khi mà không còn phát hiện ra cái giá trị CO2 nữa, thì khi đó máy mới tiến hành kết thúc cái quy trình phân tích TIC và TOC. Một số dòng máy trên thị trường hiện nay không có tính năng này và thường thường là sẽ sử dụng thời gian cố định, ví dụ như là sẽ cài cố định thời gian phân tích TIC là bao nhiêu và thời gian phân tích TOC là bao nhiêu. Thì điểm bất lợi nó sẽ nằm ở chỗ là có thể nếu như mà lượng TIC hoặc lượng TOC thấp thì mình sẽ tốn nhiều thời gian hơn cho cái quy trình phân tích. Còn nếu như mà lượng TIC hoặc lượng TOC cao thì sẽ dẫn đến là cái kết quả phân tích bị sai lệch, hoặc nghiêm trọng hơn là nó sẽ có sự nhiễm chéo giữa kết quả phân tích TIC và TOC với nhau. Thì đó là một cái điểm cộng trên cái dòng máy ba vector của H dựa trên cái công nghệ thay sao. Xin phép được tổng hợp lại một số những cái điểm khác biệt chính giữa cái nguyên lý oxy hóa TSO tại sao trên và các so với những công nghệ TOC khác. Thì đầu tiên sẽ là công nghệ tại sao là cái công nghệ oxy hóa độc quyền của H, và nó có cái khả năng cung cấp cái khả năng oxy hóa cao ở nhiệt độ thường, khác với lại một số cái dòng máy mà sử dụng công nghệ oxy hóa bằng nhiệt. Thì mặc dù là có cái khả năng oxy hóa cao nhưng lại đẩy nhiệt độ lên quá cao, thì điều đó có thể dẫn đến làm cái tuổi thọ của thiết bị nó sẽ giảm đi đáng kể. Chi phí vận hành sử dụng trên cái thiết bị H3 vector sử dụng công nghệ oxy hóa thế sao này, nó có thể vận hành thấp nhờ vào việc sử dụng hóa chất chủ yếu sẽ chỉ là axit và bazơ. Ngoài ra chu kỳ bảo trì phòng ngừa sẽ chỉ là mỗi 6 tháng một lần, không cần phải bảo trì liên tục hàng tháng. Mỗi 6 tháng mình sẽ mới cần phải bảo trì một lần và kết hợp khử chuẩn tại thời điểm bảo trì luôn. Thì nhờ đó mà sau cái quá trình bảo trì thì mình sẽ không cần phải bảo trì phải 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 vệ sinh hoặc là khử chuẩn lại. Thời gian hoạt động cao lên đến 99,86% thời gian này hoạt động này được em xét công nhận. Có khả năng tự động làm sạch thì chính là sử dụng hóa chất là axit và bazơ. Sau cái quá trình phân tích thì cũng sử dụng chính axit đó để tiến hành làm sạch buồng đo và làm sạch luôn đường ống điện mẫu. Nhờ đó mà cái thời gian uptime của thiết bị lên rất cao và cái nhu cầu bảo trì cũng được rút ngắn lại và không cần lọc. Thì đây là một cái điểm cộng rất lớn do là với thiết kế của thiết bị của H là sử dụng cái ống mẫu với cái đường kính mẫu lớn lên đến 3,2 mm, cho nên là sẽ không cần lọc mà trước khi tiến hành phân tích, vì là có thể lấy được những cái cỡ hạt lớn, nhờ đó mà sẽ có cái mẫu nó có tính đại diện hơn. Đó là những cái điểm cộng trên dòng thiết bị ba vector. Việc mà sử dụng cái ống mẫu có cái kích thước lớn này nó cũng là một cái điểm lợi thế rất lớn, do là nếu như mà sử dụng cái ống mẫu nhỏ trên những cái dòng thiết bị khác ví dụ, thì nó có thể có những cái hiện tượng là nghẹt ống mẫu, thì khi đó là mình sẽ cần phải tiến hành sửa chữa và bảo trì, lúc đó nó sẽ tốn rất nhiều thời gian. Đó là những cái thông tin về cái nguyên lý phân tích nguyên lý oxy hóa tại sao độc quyền của H. Tiếp theo xin phép đi vào những cái ứng dụng tiêu biểu có thể sử dụng cái thiết bị đó tại sao. Đầu tiên là đối với lĩnh vực dầu khí thì có một số vị trí mà mình có thể sử dụng để phân tích chỉ tiêu TC, ví dụ như mình có thể kiểm soát cái chỉ tiêu TC cho nước đầu vào, nước nguồn hoặc nước tiểu cục hoặc nước sử dụng để make up bổ sung cho quy trình. Ngoài ra có thể phân tích TOC ở những cái hệ thống lò hơi nhằm mục đích là bảo vệ lò hơi. Có thể kiểm soát TOC cho quy trình nước ngưng. Nếu trường hợp như là hàm lượng TOC là thấp, có nghĩa là không có cái hiện tượng rò rỉ, thì mình có thể rò rỉ những cái đối với những nước process thì mình có thể tiến hành tuần hoàn trực tiếp nước ngưng để tiết kiệm nước và tiết kiệm nhiên lượng. Ngoài ra có thể phân tích TOC ở nước sông hoặc nước biển là những cái nguồn nước để sử dụng cho nước làm mát để phát hiện. Ngoài ra có thể phân tích nước thải làm mát để phát hiện rò rỉ.
trước khi xả thải ra ngoài môi trường, nhập xả thải trở lại môi trường. Ngoài ra có thể kiểm soát giá trị TOC ở những cái vị trí trong quy trình xử lý nước thải đầu vào và đầu ra. Ứng dụng khác là ứng dụng kiểm soát TOC trong hệ thống trao đổi nhiệt của nước làm mát. Thì mình có thể kiểm soát TOC ở vị trí nước đầu vào, ví dụ như là nước sông hoặc nước biển sử dụng cho các quá trình làm mát, và sau đó kiểm soát ở vị trí đầu ra của cái quy trình trao đổi nhiệt nhằm phát hiện rò rỉ. Nếu như mà có sự rò rỉ với nước process thì có thể làm nhiễm bẩn nước làm mát. Thì mình nếu như mà không có nhiễm bẩn thì mình có thể trực tiếp sử dụng nước làm mát đó cho cái quy trình nước lò hơi nhằm mục đích là tiết kiệm nước và tiết kiệm nhiệt lượng sau cái quá trình trao đổi nhiệt. Nếu như mà nước có sự rò rỉ và nhiễm bẩn thì mình có thể tiến hành xả thải hoặc là chuyển vào những hệ thống xử lý thải trước khi xả thải ra ngoài môi trường. Một ứng dụng khác trong quy trình F&B, tức là quy trình về thực phẩm đồ biến nước giải khát, thì TOC có một ứng dụng đặc biệt hữu ích trong cái quy trình F&B và đặc biệt là ngành sữa. Thì mình có thể đặt cái thiết bị phân tích TOC nhiều luồng để quan trắc cái nồng độ TOC trong cái nước xả từ những cái dây chuyền sản xuất khác nhau để có thể phát hiện những cái rò rỉ. Thì trường hợp như nếu như mà trong những cái dây chuyền sản xuất mà nó có rò rỉ nhỏ thì có thể sẽ rất khó phát hiện. Thì nếu như mà cái lượng rò rỉ nhỏ này nếu như mà mình không phát hiện ra thì mặc dù là rò rỉ nhỏ nhưng mà theo thời gian dài nếu mà không phát hiện thì tổng lại cái lượng sản phẩm mà bị rò rỉ và thất thoát ra môi trường nó sẽ rất lớn và ảnh hưởng đến chi phí về 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 nhiên liệu, về nguyên liệu, ví dụ như là sữa, ví dụ như mình có rò rỉ sữa ở trên các dây chuyền, mình có thể phát hiện kịp thời. Mình có thể đặt một thiết bị đo với nhiều luồng để phát hiện kịp thời hiện tượng rò rỉ và mình có thể xử lý sự cố tức thời. Ngoài ra thì nếu như mà có những cái sự cố trên dây chuyền, ví dụ như là hỏng van hoặc là hỏng bơm, thì mình có thể phát hiện nhanh chóng và tiến hành xử lý sự cố nhanh chóng để tránh làm thất thoát sản phẩm. Ngoài ra thì giá trị TOC có thể được quan trắc ở những cái vị trí đầu vào của những nhà máy xử lý, hệ thống xử lý nước thải của những cái nhà máy F&B. Thì đây giá trị này cũng có thể sử dụng để xác định được là có cái sự thất thoát sản phẩm từ nhà máy ra hệ thống xử lý nước thải hay không. Ngoài ra thì thiết bị phân tích bao vector của Hắc có thể phân tích được nhiều luồng nên mình có thể đặt ở đầu vào và đầu ra của hệ xử lý nước thải của nhà máy luôn. Thì nhờ đó mình có thể tiết kiệm chi phí và có một cái nhìn tổng quan về chất hữu cơ ở nhiều luồng. Một ứng dụng khác là kiểm soát TOC trong hệ tuần hoàn nước ngưng. Thì trong các nhà máy thì thường sẽ có những cái hệ hệ nước ngưng, thì mình có thể kiểm soát TOC cho quy trình tuần hoàn tái sử dụng nước ngưng lò hơi. Thì nếu nước ngưng lò hơi sau cái quá trình trao đổi nhiệt thì mình có thể phân tích giá trị TOC để phát hiện rò rỉ hoặc nhiễm bẩn từ nước process. Thì nếu như mà không có nhiễm bẩn rò rỉ thì mình có thể tuần hoàn trực tiếp về nước lò hơi để tiết kiệm nước và hóa chất chống ăn mòn. Thì thường thường là đối với nước lò hơi thì sẽ cung cấp hóa chất chống ăn mòn ở bên trong nước lò hơi. Thì nếu như mình có thể tuần hoàn được cái nước này thì mình sẽ có thể tiết kiệm được cái chi phí hóa chất và nhiên lượng. Ngoài ra thì nếu như mà mình phát hiện được được cái sự rò rỉ, tức là nó sẽ có nhiễm bẩn nước lò hơi, thì mình sẽ có thể tiến hành xử lý bằng hệ thống xử lý UV chẳng hạn. Thì UV là sử dụng các tia UV để tiến hành xử lý TOC, sau đó có thể kết hợp với lại cái hệ RO để tiến hành xử lý. Thì nước sau khi quá trình xử lý RO tùy vào cái mức độ sạch chất lượng của nước mà có thể tái sử dụng cho những cái nhu cầu khác nhau, ví dụ như là CIP hoặc cooling, ta quay cấp ngược trở lại lò hơi hoặc là sử dụng để cho nhu cầu vệ sinh ở bên trong nhà máy. Đó là một cái ứng dụng để tuần hoàn nước và tiết kiệm nước. Ứng dụng cho tuần hoàn nước thải cho sản xuất. Thì trường hợp như trong những cái nhà máy mà có hệ thống xử lý nước thải có cái chất lượng và có khả năng xử lý cao và đảm bảo được nước đầu ra xả thải có cái độ tinh khiết nhất định phù hợp với lại cái nhu cầu ngay cả nhu cầu sử dụng như nước sản xuất thì có thể tuần hoàn cho sản xuất luôn. Thì mình có thể sử dụng thiết bị phân tích TOC để xác định cái nồng độ chất hữu cơ bên trong nước thải sau xử lý. Nếu như mà vẫn đảm bảo được phù hợp với lại nhu cầu sử dụng cho sản xuất thì mình có thể tuần hoàn và tiết kiệm chi phí nước. Đó là những cái ứng dụng về công nghiệp. Đối với những ứng dụng về đô thị thì sao? Ứng dụng về đô thị thì có thể áp dụng chỉ TOC trong hệ thống xử lý nước thải, ví dụ như là kể cả của khu công nghiệp hoặc kể cả nước thải đô thị, thì mình có thể sử dụng dòng bao cấp tơ nhiều luồng để quan trắc cái chỉ TOC
từ nước thải đầu vào để đánh giá cái đánh phí những cái phí xả thải theo tải lượng hữu cơ của từng nhà máy. Ví dụ như trong khu công nghiệp mà nó có nhiều nhà máy khác nhau thì hiện tại thay vì mình đánh phí theo như là lưu lượng xả thải thì mình có thể phân tích thêm cái chỉ tiêu tải lượng hữu cơ nhờ vào cái dòng bay vector nhiều luồng. Thì dựa trên cái chỉ tiêu tải lượng hữu cơ kết hợp với lại lưu lượng thì mình sẽ có thể đánh phí chính xác hơn về về cái đóng góp chất thải cho cái hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp. Ngoài ra thì mình sẽ có cái thông số về tổng lượng tải lượng chất hữu cơ về nhà máy, về hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo bảo vệ hệ thống xử lý nước thải. Trừ trường hợp như nếu như mà tải lượng chất hữu cơ về nhà máy nó quá tải thì mình sẽ có thể phân luồng, chuyển luồng vào những cái bể sự cố và mình tiến hành xử lý dần. Chứ nếu không tải lượng chất hữu cơ quá cao vào trong cái hệ xử lý nước thải thì có thể làm hư hại, ảnh hưởng đến cái hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra thì mình đương nhiên là mình có thể lắp đặt thiết bị đo TC ở vị trí đầu ra của những hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo cái quy chuẩn xả thải. Đối với ứng dụng về nước cấp thì mình có thể lắp đặt cái thiết bị phân tích TOC đầu vào và đầu ra của hệ thống các nhà máy nước cấp. Vì thông thường đối với nhà máy nước cấp thường thường sẽ sử dụng nước nguồn là nước sông hoặc là nước nguồn, thì thường thường là do là hàm lượng TOC nó sẽ thấp, cho nên là hầu như trong các quy trình xử lý nước cấp sẽ không có cái quy trình xử lý đặc thù cho cái việc xử lý chất hữu cơ. Cho nên là trường hợp như có những cái sự cố mà đột xuất nồng độ chất hữu cơ tăng cao ở bên trong nước nguồn thì khi đó nếu nhà máy không phát hiện kịp thời thì có thể sẽ không xử lý được và dẫn đến là nhiễm bẩn nước đầu ra, thì khi đó là sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước đầu ra và nó sẽ có cái tính nghiêm trọng rất cao. Thì đó là một cái ví dụ vào năm 2019 cho cái vấn đề về ô nhiễm nguồn nước sông Đà, đó là một cái ví dụ. Thì dòng bay vector B3500DW là dòng hai luồng có thể phân tích luồng vào và luồng ra, thì mình sẽ có một cái nhìn tổng quan về nồng độ chất hữu cơ đầu vào và đầu ra của nhà máy xí nước cấp. Cái em xin nói thêm một chút là việc phân tích chỉ tiêu TOC đầu vào và đầu ra của các nhà máy nước cấp hiện nay đã trở thành một cái tiêu chuẩn cho các một số nước khác trên thế giới. Ví dụ như là thị trường Bắc Mỹ, họ đã đi vào luật quy định là đối với nhà máy nước cấp sẽ phải quan trắc chất lượng nồng độ TOC đầu vào và đầu ra, và đồng thời tính toán luôn cái phần trăm lượng TOC được loại bỏ sau cái quy trình xử lý nước cấp. Thì đó là một cái quy định đã vào luật ở một số nước trên thế giới. Thì có thể trong tương lai là Bộ Y tế hoặc là nước ta cũng sẽ có nghiên cứu để tiến hành các quy định về phân tích TOC đầu vào và đầu ra cho nhà máy nước cấp để đảm bảo cái chất lượng nước trên hệ thống. Tại vì nồng độ TOC mà quá cao thì nó có thể gây ra, khi kết hợp với lại clo bên trong ứng dụng nước cấp, thì có thể gây ra những cái thành phần chất độc gây nguy hại cho sức khỏe. Đó là những cái ứng dụng mà mình có thể bắt gặp và có thể sử dụng được cho cái chỉ tiêu phân tích TOC. Thì tiếp theo xin phép được giới thiệu một số những cái dạy sản phẩm H bay phân tích chỉ tiêu TOC từ từ H. Thì đối với lại chỉ tiêu TOC, H có hai dòng sản phẩm là dòng B7000 và dòng B7500. Dòng B7000 là dòng chuyên sử dụng cho việc phân tích TOC ở những cái nhu cầu phân tích khó khăn, ví dụ như là những cái nồng độ chất hữu cơ rất cao, ví dụ như là đầu vào của những trạm xử lý thải hoặc là các nhà máy về thực phẩm rồi biến nước giải khác. Thì đối với dòng B7000 thì mình sẽ H có ba dòng là dòng B7000Y được sử dụng cho hầu hết những ứng dụng khác nhau với cái thang đo từ 0 đến 20.000 ppm. Ngoài ra thì có dòng B7000Y Diary chuyên sử dụng cho ứng dụng sữa, vì ứng dụng này chắc các thành phần nước thải nó chứa rất nhiều dầu mỡ cho nên sẽ cần những cái công nghệ vệ sinh đặc thù. Ngoài ra thì mình sẽ có dòng B7000 TNTP phân tích đồng thời chỉ tiêu TOC TNTP chủ yếu cho ứng dụng về xử lý nước thải công nghiệp hoặc đô thị. Thì giải đo nó sẽ là giải đo cao 0 đến 20.000 ppm hoặc 0 đến 10.000 ppm. Và thiết bị bay vector của H có một điểm lợi là mình sẽ có thể phân tích đồng thời giá trị TOC và sau đó quy đổi tính toán ra giá trị COD và BOD và xuất tín hiệu kết quả lên trên màn hình đồng thời cả ba chỉ tiêu này. Tất cả các thiết bị của dòng bay vector đều sử dụng cùng một nguyên lý phân tích T-sao và tùy từng model mà sẽ có số luồng khác nhau cho nhiều luồng.
Dạy sản phẩm thứ hai là dạy dòng B3500, bao tester B3500. Thì dòng này là được sử dụng chuyên cho những ứng dụng khác nhau. Ví dụ như là đối với ứng dụng dòng B3500E, E là viết tắt của Effluent, tức là cho ứng dụng đầu ra của nhà máy xử lý thải công nghiệp hoặc đô thị, thì thường thường sẽ sử dụng có thang đo là từ 0 đến 250 ppm TOC. Dòng B3500C là dòng chuyên cho sử dụng cho nước ngưng, nước làm mát, nước cửa khoáng. C là viết tắt của cooling hoặc condensate, thì sẽ được sử dụng chủ yếu cho các lĩnh vực về công nghiệp, ví dụ như là các nhà máy về dầu khí hoặc các nhà máy về năng lượng. Dòng tiếp theo là dòng B3500DW. DW là viết tắt của drinking water, tức là nước cấp, sẽ chuyên sử dụng cho các nhà máy nước cấp, sẽ phân tích được hai luồng đầu vào và đầu ra của nhà máy nước cấp. Cuối cùng là dòng B3500 Ultra UL, tức là ultra pure water, cho nước siêu sạch, thì có thể áp dụng cho các ngành về dược, năng lượng hoặc điện tử. Thì hầu như thì tất cả các dòng máy trong cái phân khúc ba vector thì đều sử dụng cùng một cái nguyên lý oxy hóa nâng cao hai giai đoạn, là nguyên lý độc quyền, oxy hóa độc quyền của H. Cuối cùng mình xin phép giới thiệu một số sản phẩm, một số dự án hiện tại ở Việt Nam đã lắp đặt các thiết bị bio vector của H, và các dự án đang trong giai đoạn triển khai và thảo luận giải pháp. Đầu tiên sẽ có là dự án nhà máy hóa lỏng dầu Long Sơn, hiện tại là đã lắp đã cung cấp dòng bio vector B3500C với số lượng là 6 unit, với giải đo là 0 đến 25 ppm, thì có thể sử dụng cho nhiều vị trí khác nhau bên trong nhà máy, để kiểm soát nước làm mát, nước condensate, hoặc là để kiểm soát chất lượng nước trước khi xả thải. Dự án khác là dự án ở nhà máy Nestlé Trị An, thì sử dụng thiết bị B3500C cùng giải đo là 0.25 ppm. Thiết bị này được lắp ở đầu ra của hệ thống xử lý thải tại nhà máy. Thì hệ thống xử lý thải tại nhà máy, sau khi quá trình xử lý thải thì sẽ có thêm hệ thống RO để tiến hành xử lý tiếp và đạt được chất lượng nước có khả năng tái sử dụng cho sản xuất, thì có thể lắp đặt cái thiết bị này để kiểm soát chất lượng trường hợp như mà nồng độ TOC đạt đạt cái giá trị phù hợp cho sản xuất thì sẽ tái sử dụng, còn nếu không sẽ tiến hành xả thải. Dự án khác là dự án ở nhà máy nước sạch sông Đà, thì đây dự án lắp đặt này liên quan đến cái sự kiện nước sông Đà bị nhiễm dầu năm 2019. Thì sau cái sự kiện đó thì nhà máy tiến hành lắp đặt cái thiết bị B3500E với cái giải đo là từ 0 đến 250 ppm, dùng để kiểm soát cái nồng độ TOC trong nước nguồn sông Đà, để đảm bảo là cảnh báo sớm, nếu như mà nồng độ TOC vượt mức cho phép thì sẽ tiến hành không sản xuất, để đảm bảo là chất lượng nước ở trên mạng lưới. Tương tự như vậy, ứng dụng cũng tương tự như ở nhà máy nước sạch sông Đà, thì ở nhà máy nước sạch BOO của Thủ Đức cũng lắp một thiết bị bio vector B3500E để kiểm soát cái nồng độ TOC của nguồn nước sông Sài Gòn, để cảnh báo sớm nồng độ TOC vượt ngưỡng. Và tương tự, có nhà máy nước sạch Khánh Hòa cũng lắp một thiết bị tương tự là B3500E để kiểm soát cái nồng độ TOC trong nước nguồn nguồn nước sông, để cảnh báo giá trị TOC trước khi tiến hành xử lý và cấp vào mạng lưới. Một số dự án đang triển khai, ví dụ như ở nhà máy sản xuất bia, thì H đang đề xuất giải pháp là một dòng thiết bị B7000i 4 luồng với cái giải đo lên đến 20.000 ppm. Thiết bị này sẽ được lắp ở những vị trí khác nhau bên trong hệ thống xử lý nước thải của nhà máy, nhằm tối ưu quy trình xử lý. Một phương pháp phân tích này sẽ phân tích 4 luồng đầu vào của hệ sinh thải, đầu ra của bể cân bằng, đầu ra của bể hỗn hợp, và đầu đầu tuần hoàn của bể kỵ khí, thì từ đó sẽ có một cái nhìn tổng quan về hàm lượng chất hữu cơ ở bên trong nước thải, và có cái biện pháp về tối ưu quy trình. Một cái ứng dụng khác là đang đề xuất giải pháp và đang triển khai, đó là ở hệ thống xử lý nước thải ở nhà máy sản xuất giấy. Thì ở đây H tư vấn đề xuất giải pháp là một thiết bị bao tester B7000i 2 luồng, với giải đo là 0 đến 10.000 ppm. Thiết bị này được sử dụng để kiểm soát cái nồng độ TC ở đầu vào của hệ thống xử lý nước thải của hai nhà máy sản xuất giấy, để chuyển luồng nước thải vào bể sự cố nếu như mà tải lượng chất hữu cơ vượt ngưỡng cho phép đưa vào trong hệ xử lý nước thải. Một cái ứng dụng khác là trong hệ xử lý nước thải ở nhà máy thuộc cái lĩnh vực bán dẫn, thì đối với lại cái dự án này thì H đề xuất giải pháp là một thiết bị bio vector B7000
TNTP, đó đồng thời cả hai chỉ tiêu TNTP và TOC có thể quy đổi ra giá trị COD luôn với giải đo TOC là 0 đến 250 ppm để kiểm soát đồng thời cái ba cái chỉ tiêu này để đảm bảo cái chất lượng xả thải đầu ra và đảm bảo phù hợp với cái tiêu chuẩn xả thải. Đó là nội dung về về thiết bị phân tích bao tích tơ của H và cái giá trị TOC thì đó là xin kết thúc phần trình bày về nội dung.